một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Diệu Hùng. Ngày 1 tháng 2 năm 2021, hôm nay tôi mạo phép mời quý vị đi xuống Phi Châu một chút, tới nước Somali. Ở nơi đây rồi bây giờ là quý vị thấy rằng là cứ cảnh mà gọi là đấu đá nhau về sắc tộc, về đa đảng, về tín ngưỡng, mệt lắm thưa quý vị. Ngao ngán cái cảnh mà cứ đấu đá nhau về sắc tộc, về tín ngưỡng về đa đảng là chém giết nhau hàng ngày thế thì chiều chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 bản tin của Associated Press có loan tin là ở tại thủ đô của nước Somalia là thủ đô Mogadishu Những nhóm phiến quân khủng bố Al shabaab có tấn công vào một cái khách sạn khách sạn ở tại đây mà khách sạn đó cái kiểu tấn công của họ đó thì họ là tấn công kiểu lỗ cố sĩ là đưa chắc bom đạn vào trên một chiếc xe xe pick up hay xe truck hay gì đó rồi tông vào cái cửa khách sạn rồi là quân phiến quân nhảy xuống vào khống chế rồi đặt bom đủ thứ hết thưa quý vị cái cách này là họ làm từ lâu tới bây giờ thì hôm qua đó ở tại Mogadishu đó cái khách sạn được tên là khách sạn Afric Hotel Afric Hotel thì một chiếc xe cũng chở đầy chất nổ đó tông vào cái cửa của khách sạn thưa quý vị rồi là một nhóm người nhảy ra tới khống chế họ khống chế các nhân viên của khách sạn rồi bắt giữ con tin nơi đó rồi lập tức là cảnh sát phải tìm cách là cứu con tin trong đó có cả một vị tướng ở tướng quân đội đang nghỉ ở đây bị bắt với bắt làm con tin thì nhóm này thưa quý vị là một cái nhóm khủng bố từ giờ ai biết hết rồi, thì nhóm này lập tức là lên đài nói rằng là họ chịu trách nhiệm cho cái việc tấn công này, họ chịu trách nhiệm cho việc tấn công này, họ lên trên đài của họ là đài Andalus Radio Station họ nói như vậy, họ xác nhận là họ là chủ mưu À, khi bắt con tin là tống tiền đòi tiền đủ thứ hết thưa quý vị còn không thì là đòi chính phủ làm cái này cái nọ không có thì giết con trẻ giết chết con tin cái nhóm này đó thưa quý vị là coi như là khủng bố của toàn thế giới nhưng mà nó là họ là hoạt động chính là ở tại Somalia, họ hoạt động chính là ở tại Somalia. À, họ họ là phiến quân nhìn thấy tướng tá của họ thấy rợn lắm đó quý vị và tôi cũng xin gửi quý vị hình ảnh của cái nhóm phiến quân này chút xíu cho quý vị xem thấy <laughs> nó như thế nào nha đây là nhóm phiến quân al shabab ở tại Somali trong một cuộc tập giật thưa quý vị nhìn thấy cũng rợn run lắm Và thưa quý vị, đó là hình ảnh những tân binh của phiến quân khủng bố al shabaab được huấn luyện. Thường thường thưa quý vị, họ có liên đới với Al-Qaeda và cái nhóm Hakaboram ở tại Bắc Phi. Là khi mà tràn vào một cái làng mạc nào đó đó là họ bắt con nít Hồi bác con nít là khoảng chừng con nít là 7, 8 tuổi, 13, 11 tuổi ấy. về cái là họ nhồi sọ, họ huấn luyện. Và những đứa con nít nó lớn lên là kiểu như vậy là trung thành với họ ghê gớm lắm. Thưa quý vị, cái nhóm này là thành lập vào khoảng năm 2004. Thì họ lớn mạnh là vì tin vào tín ngưỡng hồi giáo và họ đi theo cái cái nhóm hồi giáo Sunni. Nhưng mà họ lại muốn cấy sâu vào trong cái niềm tin tín ngưỡng đó và trong sắc tộc nữa, lấy cái mâu thuẫn sắc tộc làm gốc yếu, làm gốc chính yếu để mà đấu tranh chống lại nhà nước. Rồi dựa vào tín ngưỡng để phát triển hai cái điểm đó, tức là vừa là tín ngưỡng để phát triển nhưng mà là vừa là sắc tộc kích động cái hận thù sắc tộc để rồi tấn chiếm hoặc là khủng bố hoặc là yêu sách với chính phủ và nhóm này đó thưa quý vị thì người ta nói rằng là có liên lạc với bên phía của al qaeda là thường là một cái gì đó có ảnh hưởng của akaburam và của al okay, Hiện giờ lãnh tụ của nhóm này là ông Ahmad Ulma và ông Ahmed Godam. À, ông Ahmed Godam thì là lãnh tụ trước đó nhưng mà bây giờ là lãnh tụ đương nhiệm là ông Ahmed Omar. Ông Ahmed Omar đó thì là một người mà nước Mỹ có liệt kê là một nhân vật khủng bố tìm cách bắt. À, đó là câu chuyện của cái nhóm khủng bố al -Shabab. nhóm này tên đầy đủ thưa quý vị là họ nói tên họ là ha ra harakat ha al mujahidin mujahidin tức là thánh chiến đó thưa quý vị đó không mang tôn giáo là thánh chiến này không mujahidin là thánh chiến đó nhưng mà là nếu mà chỉ là mujahidin thánh chiến về 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 tôn giáo không thôi đó thì cái nhóm này không phải là mạnh ở tại Somali. Nhưng mà kích hoạt cái vấn đề mà vừa là thánh chiến mà vừa là sắc tộc. Sắc tộc này chống lại sắc tộc kia, nó giống như ở tại Ethiopia vậy thưa quý vị. Bộ tộc này chống lại bộ tộc kia thôi. À, may mắn cho Việt Nam có rất là nhiều sắc dân nhưng mà nó là nhà nước điều phối hết tất cả có nhiều tôn giáo nhưng mà nhà nước Việt Nam cũng điều phối hết tất cả đó là may mắn chứ còn mà để cho cái cảnh đa đảng rồi đa sắc tộc rồi đa tôn giáo mà gọi là ai cũng mạnh nói giống như tới phi châu này tôi sợ lắm tôi quý vị xuống Somalia này ngao ngán vô cùng À, tôi xin gửi đến quý vị thông tin ở Phi Châu. Tôi biết cái thông tin này có nhiều người Việt Nam không có quan tâm. Nhưng mà cũng có đề tài để chuyển đi cho nó, <laughs> nó thay đổi chút xíu. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Di Hùng ngày 1 tháng 2 năm 2021. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.